Những tưởng sự vụ FTX đã dần khép lại sau khi sàn giao dịch này nộp đơn phá sản. Tuy nhiên, đã có hàng loạt sự thật đằng sau dần bị bóc trần. Mới đây, một báo cáo đã chỉ ra rằng Alameda Research đã rục rịch tẩu tán hơn 200 triệu đô la khỏi FTX US trước khi nộp đơn phá sản. CEO của Binance Chan Penzao gần đây cũng đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhanh chóng điều chỉnh tiền điện tử thay vì cứ mãi đàn áp chúng. Người dân Mỹ cũng bắt đầu có phần e dè với các quyết định đầu tư vào BTC. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhiều người Mỹ đã dự đoán BTC có thể sẽ lao về mốc 11.500 đô la trong 6 tháng tới. Các sự kiện trên thị trường cùng với tâm lý tiêu cực của các nhà đầu tư đối với BTC đã đẩy doanh thu khai thác BTC xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Kể từ khi giá BTC bắt đầu lao dốc trong năm nay, nhiều người đã đưa ra dự đoán rằng BTC có thể sẽ về 10.000 đô la, thậm chí là về 0 đô la. Theo một cuộc khảo sát gần đây do Morning Consult công bố, những người trưởng thành ở Mỹ hiện tin rằng giá BTC có thể rơi xuống mốc 11.500 đô la trong vòng 6 tháng tới. Cuộc khảo sát cho thấy rằng người Mỹ đang dần mất niềm tin vào BTC kể từ vụ sập FTX. Vào tháng 10, những người trưởng thành ở Mỹ đã dự đoán rằng BTC có thể duy trì trên mức 15.000 đô la. Tuy nhiên, đến tháng 11, kỳ vọng này đã giảm xuống chỉ còn 11.500 đô la. Mặt khác, đối với một số người hiện đang nắm giữ BTC, họ có thể dự đoán lạc quan hơn khi cho rằng BTC sẽ được giao dịch quanh mức 17.500 đô la trong 6 tháng tới. Mặc dù dự đoán được BTC có thể sẽ giảm, song có đến 21% người được hỏi cho rằng vẫn có ý định mua BTC vào tháng 12. Ngoài ra, có đến 42% cho rằng tiền điện tử nên chịu sự giám sát theo quy định giống như tài chính truyền thống, hoặc thậm chí phải đối mặt với các quy định chặt chẽ hơn. Nhà sáng lập blockchain Tron Chuttison gần đây đã hoạt động rất tích cực trên các nền tảng mạng xã hội, cũng như kết thân với các ông lớn trong ngành. Trong một tweet mới đây, Sun đã công khai cho biết sẽ hợp tác với BNB Chain. Kết quả là số lượng đề cập trên mạng xã hội liên quan đến Tron tăng vọt. Theo dữ liệu từ Luna Crush, số lượt đề cập trên mạng xã hội về Tron đã tăng 68,8% trong tuần qua. Tuy nhiên, tâm lý có trọng số xoay quanh blockchain vẫn tiêu cực. Bất chấp những nỗ lực gần đây của Sun, cộng đồng vẫn không mấy thiện cảm với mã thông báo gốc TRX của Tron. Dữ liệu từ Sentiment cho thấy tâm lý có trọng số đối với Tron trong tuần qua chủ yếu là âm. Phần lớn tâm lý tiêu cực có thể được thúc đẩy bởi các vấn đề kỹ thuật gần đây mà Tron đang gặp phải. Mặt khác, các staker vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào TRX. Theo dữ liệu từ Staking Reward, số lượng staker trên mạng Tron đã tăng 5,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, các DApp trên Tron lại chứng kiến sự sụt giảm, khi số lượng người dùng đang hoạt động trên SunWap đã giảm hơn 9,35% so với tháng trước. Bất chấp các yếu tố tiêu cực, vốn hóa thị trường của TRX đã tăng 4% trong 7 ngày qua. Tính đến 17 giờ 30 chiều nay, TRX hiện đang giao dịch tại 0,05 đô la, tăng 3,39% trong tuần. Sau khi FTX bị đẩy ra khỏi cuộc chơi, Binance đã trở thành cái tên nổi bật trong không gian tiền điện tử. Gần đây, CEO Binance Chan Penzao đã đưa ra những chia sẻ mới nhất về các quy định tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX. Theo Zhao, hầu hết các chính phủ hiện nay đều hiểu rằng sớm muộn gì, việc áp dụng tiền điện tử cũng sẽ phải xảy ra. Thay vì cố gắng đàn áp thì nên nhanh chóng điều chỉnh chúng. Zhao đã trích dẫn cuộc khủng hoảng FTX tương tự như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cảnh báo về hiệu ứng domino mà vụ sập mang lại. Tuy nhiên, ông ấy vẫn hy vọng ngành công nghiệp sẽ sớm phục hồi. Cuối cùng, Zhao nhấn mạnh rằng năm nay là một năm cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, ngành vẫn đang phát triển theo hướng lành mạnh hơn và sự sụp đổ của FTX không phải là dấu chấm hết cho sự phát triển này. Theo một số dữ liệu từ blockchain.com, doanh thu kiếm được từ việc khai thác BTC đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm do hiệu suất thị trường kém và nhu cầu tính toán cao hơn trong bối cảnh độ khó của mạng liên tục tăng. Tuy nhiên, sự suy giảm của tỷ lệ bom BTC trong tháng qua đã phần nào giúp các công ty khai thác bù lại khoản lỗ. Theo đó, tổng doanh thu khai thác BTC bao gồm phần thưởng khối và phí giao dịch tính bằng đô la đã giảm xuống chỉ còn 11,67 triệu đô la. Con số này đã từng được thấy khi giá BTC ở mức khoảng 13.500 đô la. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2020, mặc dù hiện tại BTC có giá khoảng 16.500 đô la cho thấy doanh thu khai thác đã tăng rõ rệt, nhưng các yếu tố bao gồm độ khó khai thác và giá năng lượng tăng góp phần làm giảm thu nhập tính theo đồng đô la. Bên cạnh đó, độ khó khai thác một khối BTC đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục là gần 37.000 tỷ, buộc các công ty khai thác phải tốn nhiều năng lượng và sức mạnh tính toán hơn để duy trì tính cạnh tranh. Tuy nhiên, trong 3 tháng qua, tỷ lệ bom của mạng BTC đã chứng kiến sự lao dốc liên tục xuống chỉ còn 225,9 EH trên giây, giảm 28,6% so với mức cao nhất mọi thời đại là 316,7 EH trên giây, được ghi nhận vào ngày 31 tháng 10 năm 2022.
Sau khi ngừng hoạt động và chặn rút tiền vào 2 tuần trước, FTX Nhật Bản được cho là đang lên kế hoạch mở rút tiền vào cuối năm 2022. FTX Nhật Bản được biết đến là một công ty con tại Nhật Bản thuộc sở hữu của sàn giao dịch FTX đã thông báo ngừng rút tiền sau khi Sam Bankman-Fried nộp đơn phá sản. Ngay sau đó, cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản, viết tắt là FSA, đã ra lệnh cho sàn giao dịch này tạm dừng toàn bộ hoạt động cho đến ngày 9 tháng 12, đồng thời yêu cầu công ty niêm phong tất cả tài sản của mình tại địa phương nhằm ngăn chặn bất kỳ sự lây lan nào từ phía FTX. Gần đây, FTX Nhật Bản cũng đã đưa ra thông báo rằng họ có thể sẽ mở rút tiền vào cuối năm nay. Một số người đứng đầu sàn giao dịch này cũng đã cho biết việc chặn rút tiền không phải do khủng hoảng, mà là bởi vì chi nhánh này sử dụng cùng hệ thống với FTX nên việc rút tiền gặp trục trặc, và công ty hiện đang thiết lập hệ thống của riêng mình để mở rút tiền cho khách hàng. Trước khi tạm ngừng hoạt động, FTX Nhật Bản tuyên bố tổng tài sản của họ lên đến 19,6 tỷ JPY, tương đương 140 triệu đô la, tiền mặt và tiền gửi tính đến ngày 10 tháng 11. Cùng với sự phát triển của tiền điện tử, một công nghệ sinh sao đẻ muộn như Metaverse cũng đang ghi nhận tiềm năng và sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ở khu vực châu Á và cụ thể là ở Việt Nam. Như đã được CryptoLeaks.vn đưa tin trước đó, một báo cáo đến từ Deloitte đã chỉ ra rằng châu Á là một khu vực tiềm năng để phát triển lĩnh vực Metaverse bởi nhận thức của người dân châu Á về công nghệ này tương đối cao. Nhiều nền tảng Metaverse đang thu hút được hàng triệu người sử dụng. Theo các chuyên gia, việc giới công nghệ đang đổ dồn sự chú ý đến Metaverse đang mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam. Ước tính cho thấy trong số 200 công ty blockchain liên quan đến Metaverse lớn nhất trên thế giới, đã có đến 7 công ty đến từ Việt Nam. Báo cáo của Deloitte cũng cho biết Metaverse có thể đóng góp vào GDP châu Á khoảng từ 0,8 đến 1,4 nghìn tỷ đô la mỗi năm, tương đương từ 1,3 đến 2,4% tổng GDP vào năm 2035. Riêng đối với Việt Nam, mỗi năm Metaverse có thể mang lại cho nền kinh tế này khoảng 9 đến 17 tỷ đô la, tương đương từ 1,3 đến 2,4% GDP. Theo Deloitte, chính phủ Việt Nam cũng đang tích cực xây dựng hành lang pháp lý cho thời kỳ đổi mới, bao gồm một loạt những định giá quy định liên quan đến kỹ thuật số trong vòng 1 đến 2 năm tới. Theo một tiết lộ gần đây từ công ty blockchain Arcam Intelligence, Alameda Research đã rút hơn 200 triệu đô la từ FTX US trước khi nó nộp đơn xin phá sản. Trong một loạt tweet gần đây, Arcam đã tiết lộ rằng Alameda Research, công ty chị em của FTX, đã rục rịch rút đi 204 triệu đô la từ 8 địa chỉ khác nhau trên FTX US với nhiều loại tài sản tiền điện tử, phần lớn trong số đó là stablecoin, trong những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ. Trong số các khoản tiền bị rút, có 116 triệu đô la là các stablecoin được chốt bằng đồng đô la Mỹ như USDT, USDC, BUSD và TUSD. Bên cạnh đó có 49,49 triệu đô la là ETH và 38,06 triệu đô la là WBTC. Theo Arcam, số WBTC bị rút đã được gửi đến ví Alameda WBTC Merchant, sau đó được kết nối toàn bộ với blockchain BTC. Ngoài ra, Arcam còn cho biết thêm rằng có đến 142,4 triệu đô la được chuyển đến các địa chỉ ví thuộc sở hữu của FTX International. Điều này cho thấy rằng Alameda có thể đã hoạt động để làm cầu nối giữa hai thực thể. Trong số ETH được chuyển, có 35,52 triệu đô la được gửi đến FTX, 13,87 triệu đô la được gửi đến một ví cá voi đang hoạt động và 10,4 triệu đô la khác được gửi đến Binance. Có thể nói các thực thể liên quan đến FTX là một mạng lưới đặc biệt phức tạp với các bê bối tài chính không rõ ràng và thiếu tin cậy. Trong lần nộp đơn phá sản đầu tiên lên tòa án, giám đốc điều hành mới của FTX, John Raitree, đã phải thốt lên rằng đây là trường hợp tồi tệ nhất mà ông ấy từng thấy trong sự nghiệp của mình. Một công ty luôn tạo dựng lớp vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài, trong khi bên trong ruột thì đã hoàn toàn mục nát. Thị trường tiền điện tử hôm nay có phần ảm đạm và không quá thay đổi. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 880 tỷ đô la, tăng 0,02% trong 24 giờ qua. Bitcoin đổi chủ tại 16.569 đô la, giảm 0,3% trong ngày. Ethereum điều chỉnh tại 1.215 đô la, mất 0,6% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 312 đô la. Xin cảm ơn CRVN Capital và OpenLine đã đồng hành cùng bản tin của chúng tôi. Quý vị khán giả đừng quên đăng ký tài khoản trên website của CryptoLeaks.vn để vừa xem video vừa earn được token CRV. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.